Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông tin về công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 11 dự án đầu tư công trình giao thông sắp xây dựng trên địa bàn. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và một dự án tư theo hình thức PPP, trong đó có dự án cầu vượt hoặc hầm chui tại nút giao Lê Trọng Tấn Văn Khê Quang Trung, quận Hà Đông. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng cầu vượt trên đường Lê Trọng Tấn Hà Đông và đường quốc lộ 6 có điểm đầu kết nối với đường Lê Trọng Tấn, cách vị trí nút giao 340m. Điểm cuối kết nối với đường Văn Khê, cách vị trí nút giao 340m. Với chiều dài như trên, cầu vượt sẽ kéo dài từ đoạn số 59 đường Lê Trọng Tấn đến trung cư La Casta Thao ở trên đường Văn Khê. Khu vực nút giao này cũng có thể xây dựng hầm chui đường Lê Trọng Tấn dưới đường Quang Trung với tổng chiều dài thiết kế hầm và đường dẫn đầu hầm là 675m. Tổng mức đầu tư của hầm chui hoặc cầu vượt dự kiến 773 tỷ đồng. Với chiều dài như trên, hầm chui dự kiến kéo dài từ số 435 Quang Trung đến số 705 Quang Trung. Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, hầm chui đường Lê Trọng Tấn dưới đường Quang Trung dự kiến tổng chiều dài thiết kế hầm và đường dẫn đầu hầm là 675m. Hầm gồm hai đơn nguyên, với tĩnh không thông xe trong hầm là 4,75m. Đường đô thị hai bên hầm mỗi chiều bố trí hai làn xe. Lê Trọng Tấn. Văn Khê là tuyến đường vành đai 3,5 của thành phố Hà Nội. Tuyến đường này có nút giao với quốc lộ 6, đường Quang Trung. Khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Việc xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui nhằm giảm tải ùn tắc và tăng năng lực giao thông của tuyến đường vành đai 3,5, quốc lộ 6. Bởi đây là hai tuyến đường có nhiều dự án nhà ở thuộc địa bàn quận Hà Đông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang nghiên cứu, đánh giá các phương án xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui giảm trừ giao cắt, tuy nhiên cần đảm bảo tính khả thi phù hợp với quy hoạch